chống nước ác, vo thường xuyên sẽ giúp hạn chế dầu dừa trên da, giúp da mềm hơn, loại bỏ bụi bẩn, che khít lỗ chân lông, giúp da săn chắc hơn, chống lão hóa nhờ các chất chống oxy hóa và bảo vệ làn da tối đa. Thời xưa mỹ phẩm là thứ xa xỉ, thì nước vo gạo luôn là nước thần trong việc làm đẹp của phụ nữ. Từ việc chăm sóc da đến tóc, nước vo gạo luôn được phụ nữ xưa trân trọng, nâng niu, không riêng gì phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Nhật từ xưa cũng luôn tìm nước vo gạo để làm đẹp, đặc biệt là các gen xa Nhật Bản. Theo các tài liệu ghi chép, khoảng 800 năm công nguyên, phụ nữ trong hoàng gia Nhật Bản rất yêu thích dùng nước vo gạo để làm đẹp, bao gồm cả chăm sóc da và tóc. Không chỉ vậy, ngay cả các gen xa Nhật Bản cũng ưa chuộng nước vo gạo. Họ thường xuyên đun sôi loại nước này để rửa mặt, giúp da tươi sáng, mịn màng. Theo các nhà khoa học, thành phần chủ yếu giúp nước vo gạo trở nên thành serum giúp làm đẹp là vitamin B5. Ngoài ra còn có protein, các vitamin khác như là C, E và các nguyên tố vi lượng, tinh bột, chất khoáng cùng nhiều chất dinh dưỡng. Hơn thế nữa, nước vo gạo lần 1 và lần 2 còn chứa kali, độ pH khoảng 5.5. Dùng nước vo gạo thường xuyên sẽ giúp hạn chế dầu trên da, giúp da mềm hơn, loại bỏ bụi bẩn, se khít lỗ chân lông, giúp cho da săn chắc hơn, chống lão hóa nhờ các chất chống oxy hóa, bảo vệ làn da tối đa. Thậm chí với những ai bị mụn trứng cá, nước vo gạo sẽ giúp giảm viêm và lành mụn. Nhiều phụ nữ sử dụng nước vo gạo để làm đẹp nhưng nhanh chóng chê rằng không có tác dụng, đó là do bạn chưa dùng đúng cách và không kiên trì. Để nước vo gạo phát huy tác dụng nhất, bạn nên sử dụng theo cách sau. Vo một lon gạo với nước để loại bỏ bụi bẩn, sau đó đổ bỏ, thêm nước vào gạo, ngâm 30 phút, sau đó đổ nước ra, tô sạch và cất vào tủ lạnh để đến 3-4 ngày. Khi sử dụng, bạn lấy lượng đủ dùng rồi thấm lên mặt. Có thể dùng bông tẩy trang, sau đó massage nhẹ nhàng khoảng 5 phút rồi rửa sạch hoặc là giữ lại trên da nếu muốn. Ngoài ra, bạn có thể dùng nước vo gạo như loại mặt nạ bằng cách dùng bông tẩy trang ngâm trong nước vo gạo và cho thấm đều rồi đắp mặt sạch. Nằm nghỉ đợi khoảng 15 phút rồi rửa lại. Bạn sở hữu làn da khô, bạn không nên dùng nước vo gạo đặc và khi dùng nên thêm ít dầu ô liu hoặc dầu dừa để dưỡng da cho ẩm. Không chỉ vậy, nếu bạn muốn có thể dùng nước vo gạo với nước tắm sẽ giúp cho da mịn màng, dưỡng trắng và cung cấp dưỡng chất cho da. Chúc các bạn có một làn da tươi sáng với nước vo gạo. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem video. Hãy like và share cho bạn bè và người thân nếu thấy thích. Và chia sẻ với chúng mình biết cảm nhận của bạn bằng cách comment bên dưới nhé. Và để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất, bạn chỉ việc đăng ký kênh bằng nút đăng ký subscribe ở góc phải dưới video. Chúc bạn một ngày hạnh phúc. Goodbye.